Nội thất gỗ xanh.vn mang đến giải pháp nội thất thông minh và thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Nội thất gỗ xanh cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến nội thất cao cấp như thiết kế, thi công sản xuất và bán lẻ. Với các sản phẩm chủ đạo như ghế sofa, giường ngủ, tủ sách, tủ áo, kệ bếp, ghế cà phê, karaoke. Chúng tôi thiết kế, sản xuất, gia công và sáng tạo sản phẩm theo màu sắc và cá tính riêng của mỗi khách hàng. Truy cập ngay website gosanh.vn hoặc liên hệ hotline 0919318277 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay. Xe bán tải chống đạn Tesla Cybertruck ra mắt giá từ 39.900 đô la Mỹ. Vào cuối tháng 11 năm 2019, Tesla công bố mẫu xe bán tải trong sự kiện của mình ở Los Angeles. Xe có 3 phiên bản và bắt đầu cho đặt hàng với giá từ 39.900 đô la Mỹ. Giám đốc điều hành của Tesla Elon Musk công bố chiếc xe bán tải đầu tiên của hãng mang tên Cybertruck. Trong quá khứ, Tesla không ít lần khiến thế giới trầm trồ bởi những mẫu xe mới, tất cả đều có sức hút. Còn bán được hay không lại là câu chuyện của nhà sản xuất. Chiếc Cybertruck cũng vậy. Hình ảnh của chiếc xe này xuất hiện trong sự kiện của hãng gây ngạc nhiên cho người tham gia. Cybertruck có thiết kế tương lai trông như một chiếc xe đến từ các bộ phim viễn tưởng. Nếu so sánh với những chiếc SUV phổ biến trên thị trường, Cybertruck có những đường cắt xẻ đơn giản hơn. Từ nóc xe tới đuôi xe là một đường thẳng kiểu fastback. Nói chung, Cybertruck lạ mắt nhưng không quá đẹp. Cybertruck được Elon Musk giới thiệu là có khả năng vừa để hình tốt với khoảng sáng gầm xe 406mm, góc tới và góc thoát của xe lần lượt là 35 độ và 28 độ. Được cấu tạo từ thép không gỉ siêu cứng Ultra Hard 30 Ice Coral cùng kính chống đạn của Tesla, lớp vỏ ngoại thất của chiếc Cybertruck được giới thiệu là gần như không thể xuyên thủng. Chi tiết hơn, chất liệu thép không gỉ Ultra Hard 30 Ice Coral giúp loại bỏ các vết nứt nhỏ cũng như sự ăn mòn lâu dài lên chiếc xe. Thiết kế khung vỏ chịu lực được bố trí lộ hẳn ở phần ngoại thất với bề mặt trần nhẵn. Lớp kính chống đạn trên xe được giới thiệu cấu thành từ các lớp kính siêu cường lực được ép song song với các tấm polymer composite. Kính xe có khả năng hấp thụ và đổi hướng của các lực tác động bên ngoài nhằm cải thiện hiệu quả vận hành cũng như độ bền của chiếc Cybertruck. Trong hai lần thử nghiệm đập kính, kính của chiếc xe đều vỡ để lại điểm nhấn lớn cho màn giả mặt chiếc xe của Tesla. Khoang hành lý của xe có dung tích 2.832 lít, đồng thời được trang bị thêm tấm che cường lực. Cybertruck có thể vận hành trong môi trường và địa hình khác nhau với khả năng kéo tải 6.350 kg. Hệ thống treo khí nén của xe có thể nâng và hạ 100mm cũng như tự cân bằng khi di chuyển. Ngoài ra, Tesla còn trang bị thêm cho chiếc xe nguồn điện riêng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, ví dụ như cung cấp điện cho những buổi cắm trại ngoài trời. Đây có lẽ là lợi thế lớn nhất của chiếc xe bán tải của Tesla bởi đây là xe điện, trong khi các mẫu xe bán tải trên thế giới là xe động cơ đốt trong. Tesla Cybertruck có 3 phiên bản, 1 động cơ, 2 động cơ và 3 động cơ. Với bản 1 động cơ, Cybertruck có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,5 giây, vận tốc tối đa đạt 177 km/h và phạm vi hoạt động là 402 km, tương đương 250 dặm. Tại phiên bản 2 động cơ, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa đạt 193 km/h và di chuyển tối đa 482 km, tương đương 300 dặm. Phiên bản mạnh mẽ nhất của chiếc Cybertruck có 3 động cơ, chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,9 giây, đạt tốc độ tối đa 210 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 805 km, tương ứng 500 dặm trước khi cần sạc pin. Nội thất của chiếc xe bao gồm 6 ghế ngồi phân đều trên hai dãy, xe còn có khoang chứa đồ bổ sung ở bên dưới hàng ghế thứ hai. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng có kích thước 17 inch nằm ở trung tâm là điểm nhấn của nội thất xe còn khá đơn giản. Theo trang web chính thức của Tesla, Cybertruck sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2021 với giá bán là 39.900 đô la Mỹ cho bản 1 động cơ, 49.900 đô la Mỹ cho bản 2 động cơ và 69.900 đô la Mỹ cho bản 3 động cơ. Bản này sẽ có mặt vào cuối năm 2022. Nhìn chung, chiếc xe bán tải đầu tay của Tesla đủ thú vị để thế giới chờ đón nó chính thức làm bánh trên đường, còn khả năng chống đạn hay chất lượng kính cường lực sẽ cần thêm những thử nghiệm khác. Từ news.zing.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.